chào quý vị khán giả của chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Những việc làm tốt, hành động hay luôn nhận được sự biểu dương, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố. Cuối giờ chiều nay 16 tháng 3, đại diện ban thi đua khen thưởng của thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho bà Trần Thị Nậm, làm nghề nhặt rác, người đã dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với hành vi chèn ép khách du lịch xung quanh Hồ Hoàn Kiếm mà báo chí đã nêu. Bà Trần Thị Nậm sinh năm 1951, quê ở Hà Nam, hiện tạm trú tại 19 phố Hoàng Khoai, phường Đồng Xuân. Bà vốn là một người làm nghề tự do xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, bà Nậm đã phát hiện và kiên quyết ngăn chặn kịp thời hành vi của một số đối tượng xấu lợi dụng việc bán tăm từ thiện để lừa đảo, bắt chẹt du khách đi bộ xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Bàn giao cho công an phường Tràng Tiền xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Đinh Việt Thắng, Phó ban thi đua khen thưởng thành phố đã trực tiếp trao bằng khen cho bà Nậm và biểu dương bà vì hành động đẹp đối với cộng đồng. Dù thành phố liên tục ra quân lập lại trật tự kỷ cương, văn minh đô thị, nhưng ở nhiều địa bàn, tình trạng rác rưởi, mất trật tự đô thị vẫn đang diễn ra. Vậy, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở như thế nào? Không phải giờ cao điểm, đường phố cũng chẳng ùn tắc, nhưng nhiều người dân vẫn thích đi xe máy trên vỉa hè. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại khu vực ngã tư Hoàng Minh Giám giao cắt với đường Lê Văn Lương thuộc quận Thanh Xuân. Có lẽ lâu nay hành vi đi xe máy trên vỉa hè ít bị xử phạt nên nhiều người cứ tùy tiện, bất chấp pháp luật, sẵn sàng vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong khi hành vi này vừa gây nguy hiểm cho người đi bộ, vừa khiến hình ảnh đô thị méo mó, kém văn minh. Những trường hợp như thế này có đáng để xử phạt hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào các cơ quan chức năng. Ngay tại quận Hoàn Kiếm trên phố Trần Hưng Đạo, trung tâm thành phố là đông đúc các quán ăn nhếch nhác, vứt rác bừa bãi. Đặc biệt trước cửa số nhà 90B Trần Hưng Đạo là dãy thùng rác công cộng, nhưng mọi người chẳng vứt rác vào thùng mà thường xuyên vứt rác la liệt bên ngoài. Trong khi đây là một địa chỉ văn hóa, lối đi bảo tàng tư nhân nhà văn Nguyễn Tuân và họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, đề nghị chính quyền phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm nhanh chóng xử lý tình trạng này, trả lại vẻ mỹ quan, vệ sinh môi trường cho khu vực trung tâm thành phố. Chuyển sang một nội dung khác, kể từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã chính thức áp dụng việc cấp điện mới trên hệ thống điện tử cho khách hàng. Đây là một bước đột phá về cải cách hành chính của ngành điện thủ đô, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ về điện. Gia đình anh Giang ở số nhà 91 Lý Thường Kiệt hay chị Trà ở 16 Quang Trung vừa đăng ký cấp điện trên hệ thống điện tử của EVN. Thay vì phải cất công đến tận phòng giao dịch trong giờ hành chính, giờ đây khách hàng có thể chủ động đăng ký tại nhà bất cứ lúc nào thông qua website của EVN Hà Nội hoặc gọi tới tổng đài chăm sóc khách hàng. Trong thời gian sớm nhất ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhân viên sẽ trực tiếp xuống hiện trường đo đạc, khảo sát. Tôi vừa mới sử dụng dịch vụ là gọi điện qua tổng đài điện lực để làm đăng ký và tôi rất hài lòng với dịch vụ đấy. Ở các nước phát triển thì người ta đã áp dụng những cái này rất là lâu rồi và ngành điện đã có một bước đột phá là áp dụng điện tử vào trong cái cách mà hoạt động thì tôi cảm thấy rất là tốt và giúp người ta thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn. Việc thực hiện các thủ tục cấp điện trên mạng được EVN Hà Nội thí điểm tại Công ty Điện lực Đống Đa từ cuối năm ngoái. Qua 3 tháng đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng bởi sự tiện lợi, nhanh chóng. Đó là lý do đến nay hình thức này được triển khai nhân rộng. Chúng tôi chuyển cái hình thức đăng ký bằng bản giấy cũng như các cái giấy tờ kèm theo của khách hàng bằng bản giấy bằng hình thức đăng ký điện tử và lưu trữ điện tử. Do vậy khách hàng không phải cung cấp bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến cái việc lưu trữ. Là chúng tôi đưa cái tiến độ giải quyết lên trang web chăm sóc khách hàng cũng như là các cái ứng dụng chăm sóc khách hàng của tổng ty để khách hàng có thể tra cứu cái tiến độ giải quyết theo quy định của ngành điện. Mọi thủ tục, trình tự, chi phí thực hiện cấp điện mới đều được niêm yết công khai trên website của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, trụ sở, các phòng giao dịch khách hàng và các đội quản lý điện. Bên cạnh đó, tất cả các yêu cầu của khách hàng đều được kiểm tra, xác nhận, đồng thời cập nhật đầy đủ vào hệ thống điện tử giám sát trực tuyến, đảm bảo tính chính xác, công khai và minh bạch. Với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán hóa đơn, thực hiện các thủ tục cấp điện và nhiều dịch vụ khác, EVN Hà Nội đang đi theo đúng lộ trình xây dựng thành phố thông minh mà Hà Nội đang hướng tới. Đồng thời, cụ thể những mục tiêu trong năm kỷ cương hành chính 2017 trong cuộc sống.
tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Đến đây thì 5 phút của chương trình đã khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục lần sau.